đừng có tùy tiện so sánh bản thân với những cái hình mẫu khác nữa. Mỗi người có một nét riêng, nói hoài mà không nghe. Vẫn có những người bạn thấy bình thường, nhưng mà người khác khen đẹp. Có đúng không? Bây giờ cầm 1 triệu ra đường đi chơi với bạn không sốt. Nhưng cầm tiền mà đóng học phí đại học, có nhiều trường 20-30 triệu một học kỳ. Ba má cầm một xấp tiền lên và các bạn xếp nó lại và các bạn sẽ trào nước mắt ngay. Vì đơn giản là gì? Đó là những tờ tiền dướng rất nhiều mồ hôi, nước mắt và đôi lúc có cả máu của ba mẹ trên bàn. Nếu bạn vẫn không chịu cố gắng thì người bạn thích sẽ nói với bạn câu này: thật xin lỗi, chúng ta vẫn nên làm bạn thì hơn. ATM sẽ nói: xin lỗi, tài khoản của quý khách không đủ. Sau này bạn có đi mua đồ cho ba mẹ và người yêu thì cũng không cần phải do dự cân đo đong đếm. Cuộc sống không chỉ là sống tạm bợ qua ngày mà còn có cả tương lai ở phía trước nữa. Có bản lĩnh thêm một chút thì sau này bạn không cần phải mở miệng để cầu xin bất kỳ ai cả. Cuộc đời này nó còn rất dài, sẽ có rất nhiều khi mình thua cuộc, nhưng cũng sẽ có những khi cùng với tài năng và rèn luyện, cuộc đời sẽ cho mình một chút may mắn, dù giỏi dù dốt, dù trong tương lai mình có thể thay đổi. Nhưng khi một điều gì đó đã là cái điều mà mình chọn thì mình sẽ quyết tâm bước tiếp. 你为什么突然想努力了？大概是某一刻突然明白自己堕落的那段日子。 Đừng bao giờ học kém hơn người yêu mới của người yêu cũ, được chưa? Lúc nào cũng thế, được chưa? Lúc nào phải thành công hơn, phải học giỏi hơn đứa mình ghét, được chưa? Mình phải học giỏi hơn đứa mình ghét, được chưa? Cố lên.